Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi, đây, hôm nay bà lại tiếp tục làm clip các cháu ạ. Hôm nay bà sẽ làm một đĩa, xào một đĩa ốc móng tay xào bơ siêu to khổng lồ các cháu nhá. Thì các cháu ơi, bây giờ bà giới thiệu nguyên liệu này. Đấy, của đĩa ốc móng tay này, bà chuẩn bị ốc móng tay đây một mẹt đầy này đấy, một mẹt đầy đây này. Thì các cháu ạ, bà đã ngâm nước ớt và muối 30 phút rồi. Đấy, đây mọi người. Và gia vị là có dầu hào này. Đấy, nếu mà sốt bơ tỏi thì không thể thiếu bơ rồi này. Rồi đây là hạt lêm này, tương ớt này, rồi là tỏi này. Đấy, bơ đây là bà hạn chuẩn bị hộp bé tí, bà chuẩn bị thêm một hộp to đấy nhá. Thì bây giờ bà sẽ đi mổ con ốc móng tay này ra nhá, để loại bỏ cái cát ở trong bụng của nó ra nhá. Rồi, thì bà làm xong rồi, bà lại mời tất cả các cháu tới đây ăn món ốc móng tay với bà nhá. Cho nó, rồi đi, bà đi. Tớ đi thôi ạ. Các cháu ơi, bây giờ bà bổ đây, bà bỏ cái cát ở trong bụng của con ốc móng tay ra nhá. Thì đây, trước tiên là bà cắt đây. Rồi, bà banh đôi ra. Đây, các cháu nhìn này. Đấy, bây giờ bà lại bổ tiếp cái phần này. Để lấy cái cát ở trong ra. Đây, các cháu nhìn này. Đấy, cát đây này. Đấy. Đấy, rút ra đây, các cháu này đấy. Đấy, nè, rút ra này đấy. Các bà rửa sạch đi, phải làm thế để ăn nó không có sạn các cháu ạ. Rồi. Đây, được một con. Bước tiếp theo bà làm con nữa. Nào, đầu tiên đây. Đấy. Đấy. Cũng hơi lâu các cháu ạ. Bà đã mổ nó rồi, rửa nó hết sạch sẽ rồi các cháu ạ, bỏ hết cát rồi đây các cháu ạ, sạch lắm rồi. Thì bây giờ bà mang đi đun nước sôi cho bà Trần qua nhá, bà luộc qua cái Trần qua ra đi. Các cháu ơi, đây thì bây giờ bà đun nước sôi rồi nhá, thì bà sẽ đổ ốc móng tay vào bà Trần sơ đi qua cái nhá. Rồi bà đổ ốc móng tay vào bà luộc qua đi. Đấy, nước nó sôi rồi. Rồi bây giờ bà đổ vào, bà đổ vào. Đây. Bà chần qua cho nó lở ra các cháu, các cháu. Rồi bây giờ bà đẩy vung vào. Cho một lát nữa. Thôi nhẹ nhẹ lên các cháu ạ. Các cháu ơi, đấy bây giờ nó sủi rồi các cháu ạ. Nó chắc là nó chín rồi. Đấy. Nó sủi rồi. Rồi bây giờ bà vớt ra khỏi bếp đây các cháu nhá. Cho bà sốt bơ tỏi lên là bà bỏ vào là chén được thôi các cháu ạ. Các cháu ơi, đây thì bây giờ là bước tiếp theo là bà đi nấu nước sốt bơ tỏi nhá. Thì trước tiên bà có chiên lấy một ít tỏi để tí bà trộn vào ốc móng tay. Bà cho một lửa nữa, còn một lửa bà để nấu nước sốt. Bà về chung nước vàng lên. Rồi bà trao ra. Bà chúng bà rắc lên những cái món ốc móng tay. Để nhìn cho nó hấp dẫn các cháu ạ. Các cháu ơi, đấy, tỏi nó vàng rồi, bây giờ bà vớt ra nhá. Bà vớt ra này.
Bỏ vô ra. Tí bảo rác lên ốc. Ờ, các cháu ơi, bây giờ đến công đoạn bà bỏ bơ vào nhá. Rồi, bà bỏ bơ vào. Đấy, vẫn cái chảo bà chiên tỏi lên và dốc mỡ ra thôi. Đấy. Rồi, bà cho bằng đấy thôi. Bà làm nó chảy tan bơ ra. Rồi, bây giờ bước tiếp theo là bà bỏ tỏi vào này. Rồi, bây giờ bà bỏ ít dầu hào vào. Thôi, bà cho thế đi, không sợ nó mặn. Thế bà cho thêm tí nữa. Rồi, bà bỏ hạt lêm vào. Rồi, bây giờ bà bỏ ít nước lọc vào này. Bước tiếp theo là bà bỏ ít nước lọc vào. Mà bỏ ít nước lọc vào rồi. À, bây giờ bà bỏ thêm một tí tương ớt vào nhá. Rồi. Các cháu ơi, đây nước sốt bơ tỏi nó sủi rồi. Đấy. Các cháu nhìn hấp dẫn chưa? Rồi, bây giờ bà bỏ ốc vào nhá. Bà bỏ ốc móng tay vào. Nào, bà bỏ ốc móng tay vào và đảo đều lên. Cái ốc này bà luộc nó chín rồi. Nào, bây giờ bà đảo là chảo hơi chật. Thơm lắm này các cháu ạ. Đây. Những cái hóng nó bật ra hết rồi các cháu ạ. Đấy. Rồi, thì bây giờ bà bắt ra khỏi bếp nhá. Cái món ốc móng tay của bà đã xào thành công rồi. Bây giờ bà bắt ra khỏi bếp. Thì bây giờ bà bỏ ra cái đĩa này các cháu nhá. Bỏ ra cái đĩa. Wow, thơm lắm các cháu ạ. Ui. Cái con ốc móng tay này, cái nhân của nó mẩy các cháu ạ. Cái hóng nó ở bên trong nó mẩy thật. Wow. À, các cháu này, thì bây giờ bà rắc tí tỏi chiên lên này để ăn cho nó thơm này. Đây, chừa tỏi chiên đấy. Rồi. Rồi, bà cho hết vào. Và bà có bỏ mấy lát ớt vào các cháu ạ. Không thì lấy bà không dám trộn vào, sợ có cháu lại cay không ăn được. Rồi. Rồi. Thì bây giờ các cháu ơi, bà đã làm xong một đĩa ốc móng tay sốt bơ tỏi rồi. Thì bây giờ bà mời tất cả các cháu tới để ăn món ốc sốt móng tay với bà nhá. Thì bây giờ bà mang ra mấy bà cháu cho bà thưởng thức, thôi đi. À, các cháu ơi, đấy, thì bây giờ bà mời tất cả các cháu ăn món ốc móng tay sốt bơ tỏi với bà nhá. Bây giờ bà lấy và mời các cháu nhá. Nhìn nó như cái móng tay ấy mẹ. Rồi. Đúng là ốc móng tay mà. Ốc móng tay. Lần đầu tiên cháu lại được ăn ốc móng tay này, còn sốt bơ tỏi nữa. Ôi, thơm lắm các cháu. Rất là tuyệt vời. Ui dồi. Rồi, này. Thơm quá. Ốc móng tay. Ui. Nó cứ xúc nó cứ cành càng các cháu ạ. Nó rời rạc. Nó rời rạc. Rồi. Rồi. Này, mời đây, mời cháu đây. Cháu xin. Thơm quá. Này, thơm quá ạ. Chị ăn nó ngửi mùi thơm rồi. Toàn mùi bơ với mùi tỏi. Toàn mùi bơ mùi tỏi. Ngon lắm mà. Này, cháu ơi. Nè, bé rướng cho tay em ăn này. Đấy, hóng nó rời ra. Này, mời cháu. Này, cầm rướng. Ăn hết, ăn nó đi nhá. Cháu ăn nhá.
Ui. Wow. Được chưa? Rồi thì bây giờ bà mời tất cả các cháu nhá, thưởng thức nhá. Mời bà. 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 Mời các cháu cùng thưởng thức món ốc móng tay xốp bơ tỏi với bà nhá. Mời bà nhá. Các bạn nhá. Các bạn nhá. Ui, cuộn thêm cả rau sống ăn nữa. Đấy. Thì thưởng thức các bạn ạ. Mấy con ốc phải ăn ngon nhỉ? Dai hết. Các bạn ơi, lần đầu tiên mình ăn ốc móng tay các bạn ạ. Ăn ngon lắm các bạn ạ. Giòn sần sật các bạn ạ. Ăn nó giòn các bạn ạ, dai còn ngọt nữa. Cháu ăn mày nhanh, ăn đi. Nó múa tay dễ cho cháu ạ. Múa tay. Múa thêm hỏi nó ngon các bạn nhá. Nó dính đầy cái gia vị mới luôn. Ui. Ngon. Chụp ơi. Ngon lắm các bạn. Ngon lắm các bạn. Ngon lắm. Ngon lắm các bạn ạ. À, cháu nào thích chấm tương ớt thì chấm. Mà mình con ăn đây con không thấy có miệng sạn đâu mẹ. Không có sạn. Bổ hết rồi bà. Các cháu ạ, đây cái hóng nó to như này này. Ấy. Giòn sần sật ngọt các cháu ạ. Các bạn ơi, mình ăn một lúc đã hết một đĩa các bạn. Cháu mình phải làm đĩa nữa các bạn. Ăn ngon gần như ông ra. Ngon lắm các bạn. Ăn ngon thật. Phải có đứa bia hơn tối mà. Nó ngọt. Ồ. Nó ngọt nó lại giòn cho cháu ạ, nó lại thơm thơm vị bơ. Tỏi. Lại vị tỏi nữa. Nó hòa quyện vào. Thật ngọt. Tuyệt vời. Tôi chua. Ừ. Mà ăn nó hơi bị béo mấy. Mà cho ăn mạnh lên. Mình mấy. Thỉnh thoảng nó lại phải cái miếng tỏi chiên nữa các cháu ạ, nó thơm nữa. Tuyệt vời. Cái cây dài như cái móng tay. Mình ăn cuốn với rau ạ. Ngon lắm. Ngon lắm các bạn. Ăn ngon lắm các bạn ạ. Cái bát để vớt vỏ nhé. Vớt vỏ ra đây con đi. Vớt vỏ ra đây. Mình hết một đĩa rồi bà. Bà ấy hết một đĩa rồi. Tuyệt vời. Đấy, sắp hết rồi các bạn ạ. Đấy, mình dọc hết ra rồi, dọc hết vỏ rồi, chỉ được ăn thôi. Tuyệt vời. Rồi, đây ăn tốn quá. Thỉnh thoảng nó phải cái miếng tỏi chiên thơm thật. Đúng rồi. Này, để cháu để. Ăn này đi. Các cháu ơi, đấy, đấy mà cái món ốc móng tay xốp bơ tỏi hôm nay mà ngon. Hết. Vãn mâm rồi các cháu hết ạ. Hết mà. Đấy, vãn rồi, cháu ăn mạnh nhá. Cháu làm mấy đĩa thứ ba làm gì nữa. Phải nói dễ ăn mẹ. Ngon đàn bà, lần đầu tiên cháu ăn này. Nó toàn sần sật, nó lại ngọt lắm. Ăn kèm rau sống mát à? À, các cháu ơi, đấy, đó là cái đĩa ốc móng tay xốp bơ tỏi hết rồi các cháu ạ. Ngon lắm hết rồi, còn ít nữa thôi. Thì các cháu ơi, bây giờ có khả năng là bà dừng clip tại đây thôi, thì các cháu xem clip của bà hôm nay có thấy hay thì like và chia sẻ video giúp bà nhá. Thì bây giờ bà chào tất cả các cháu nha. Chào bà nha. Chào bà.